Chương trình được tiếp tục với phần dự báo thời tiết. Những ngày qua thì nắng gắt và nóng, liệu rằng là tình hình thời tiết này có còn tiếp diễn hay không thưa chị Hồng Quyên? Dạ, mến chào anh Gia Hiếu cùng với quý vị khán giả. Theo như dự báo thì phải đến ngày 28 tháng 4, tức là khoảng 2 ngày nữa thì nắng nóng ở Nam Bộ mới giảm bớt. Còn trong ngày hôm nay thì cả Nam Bộ vẫn nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Nhiều nơi bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ với mức nhiệt cao 35 cho tới 37 độ. Thậm chí có một số nơi như là tại Đồng Phú hay Biên Hòa nắng nóng gay gắt 38 độ. Kèm theo đó là độ ẩm tương đối thấp, phổ biến khoảng từ 40 cho tới 65%. Những ngày như thế này thì ô tô là một loại phương tiện rất là hữu ích khi mà di chuyển ở ngoài trời. Nhưng mà nếu quý vị đổ xe lâu ở ngoài trời thì cũng nên lưu ý, bởi vì đây cũng có thể biến thành một phòng xông hơi rất dễ gây hiện tượng sốc nhiệt cho người sử dụng. Vì vậy, để làm xe mát nhanh thì các chuyên gia có khuyến cáo khi mà lên xe thì quý vị nên chú ý là chúng ta sẽ mở tất cả các cửa kính xe để giảm bớt khí nóng rồi hãy vào trong. Bên cạnh đó thì nên sử dụng thêm các tấm che chắn nắng khi đổ xe. Chúng sẽ giúp giảm khoảng từ 5 cho tới 8 độ bên trong xe đó ạ. Còn bây giờ sẽ chuyển sang thông tin thời tiết tại thành phố Phú Quốc. Ngày hôm nay thì trời sẽ nắng từ sáng cho tới chiều. Mức nhiệt độ cao nhất là khoảng 33 độ. Về chiều tối khả năng có thể xuất hiện mưa dông. Vì thế cho nên nhiệt độ có phần hạ nhanh xuống mức 27 độ. Khá là mát mẻ. Còn thời tiết quanh các vùng biển ở quần đảo Nam Du và Thổ Chu, nhìn chung dự báo có khả năng xuất hiện mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn với khu vực từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, dự báo trời không mưa và có nắng, gió nhẹ, tầm nhìn xa cũng trên 10 km.